Tam Tiên Sa Chỉ Quốc cầu mưa là vì giúp dân, vì sao lại bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt? Sa Chỉ Quốc Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên ở trong tác phẩm Tây Du Ký đã để lại ấn tượng rất sâu cho các độc giả. Sa Chỉ Quốc liên tục chừng hơn 20 năm khô hạn không mưa. Ba người bọn hắn đến Sa Chỉ Quốc hô phòng hoán vũ, khiến cho quốc vương nơi đây cực kỳ vui mừng, đã tôn ba người này lên hàng quốc sư, tận hết mọi khả năng thỏa mãn mọi yêu cầu của Tam Tiên. Mà sự xuất hiện của sư đồ Đường Tăng đã thay đổi tất cả. Cuối cùng Tam Tiên toàn bộ bị giết. Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, Tam Tiên rõ ràng cũng không có làm gì ác, còn giúp bách tính Sa Chỉ Quốc cầu đến Cam Lâm, cũng coi là có tư cách. Những yêu ma quỷ quái khác thì chuyên môn làm sằng làm bậy, còn được các vị thần tiên cứu đi. Vậy thì Tam Tiên này tại sao lại phải nhận kết cục như thế? Rất nhiều người đều giải thích rằng đó chỉ là bởi vì Tam Tiên này không có bối cảnh phía sau, chỉ có thể mặc cho Tôn Ngộ Không dẫm ở dưới chân. Cũng có người suy luận theo thuyết âm mưu để giải thích đây là điển hình của sự tranh đấu giữa hai nhà Phật đạo. Tôn Ngộ Không là đứng tại lập trường của Phật giáo mà hành sự, hùng hằng công kích đạo giáo. Kỳ thật cả hai loại quan điểm này đều là không đúng, đã hoàn toàn đánh giá thấp sự ảo diệu của tác phẩm Tây Du Ký. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu Hổ Lộc Dương Tam Tiên đến cùng là chết như thế nào. Ở trong Tây Du Ký có không ít yêu quái một lòng muốn ăn thịt Đường Tăng nhằm được trường sinh bất lão. Ngược lại là Hổ Lộc Dương Tam Tiên, bọn hắn đối với Đường Tăng không hề có một chút hứng thú nào, lại cùng với sư đồ Đường Tăng cũng không hề mâu thuẫn. Tam Tiên đối với công pháp của đạo giáo cảm thấy hứng thú, lại còn gắng sức tuyên truyền đạo giáo, xa rời các học thuyết khác, trên thực tế là luôn luôn cố gắng khuếch trường thế lực đạo giáo. Lại nói thứ mà bọn hắn tu hành cũng không phải là công pháp bình thường, thậm chí có thể nói bọn hắn là đạt được truyền thừa chính thống của đạo giáo. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng Hổ Lộc Dương chỉ là mấy tên tiểu yêu pháp lực nhỏ yếu. Sau khi Hổ Lực Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không so đấu thuật pháp hô phong hoán vũ, thi triển một bộ ngũ lôi pháp còn kinh động đến cả Ngọc Đế. Ngọc Đế lúc này liền hạ ý chỉ đến lôi bộ. Trên bầu trời Sa Chỉ Quốc chỉ thoáng chốc mây đen dày đặc. Điều này khiến cho chư bát giới cũng lập tức lo lắng. Tôn Ngộ Không cũng không hiểu ra sao. Hắn lập tức thi triển nguyên thần xuất khiếu lên trời hỏi thăm tình huống, quát bảo lôi công điện mẫu phải ngừng lại, lúc này mới không có mất đi mặt mũi. Như vậy ngũ lôi pháp lại là thứ gì? Đây là một pháp môn hoàn toàn khác so với Mao Sơn Thuật, truyền khu quỷ trừ ma được biết đến rộng rãi. Ngũ lôi pháp là đại biểu cho phù lục pháp thuật của đạo giáo, chỉ có đệ tử chính thống của thiền sư đạo mới có thể tập được. Ngũ lôi pháp có tác dụng rất là toàn diện. Tương truyền ngũ lôi pháp phân biệt là thiên, địa, thủy, thần, xã. Thiền lôi có thể chảm trừ yêu ma trên trời, cũng có thể loại trừ ôn dịch, dẹp yên mọi khó khăn dưới thế gian. Địa lôi có thể chảm trừ yêu tình trên mặt đất, tiêu diệt hoàng tai, cũng có thể khu trừ tà ma quỷ hồn. Thủy lôi thì có thể cầu đến nước mưa, cũng có thể yên ổn lũ lụt. Thần lôi chuyên dụng sát phạt, xã lôi dùng cho trấn áp khí cụ, miếu thờ yêu quái. Đương nhiên trong hiện thực ngũ lôi pháp chỉ là ảo tưởng hư vô, chỉ là những ghi chép trong các điển tịch mà thôi. Tuy nhiên ở trong đạo giáo có được địa vị cực cao. Trở lại thế giới quan của Tây Du Ký, chắc hẳn Hổ Lộc Dương Tam Tiên cũng có một vị sư phụ rất cường đại truyền cho bọn hắn ngũ lôi pháp. Điều này cũng không khó hiểu vì sao Hổ Lộc Dương Tam Tiên lại tích cực truyền bá đạo giáo đến như thế. Hổ Lộc Dương Tam Tiên có thể sử dụng ngũ lôi pháp ở nhân gian tích thiện tích đức, cũng có thể tính là một chuyện tốt. Cố gắng tích đầy công đức sau đó cũng có thể phi thăng thành tiên. Nhưng sự tình tất nhiên là không hề được đơn giản như vậy. Điều thứ hai cần phải bàn đến đó chính là Hổ Lộc Dương Tam Tiên là thiện hay là ác. Có một điều không thể phủ nhận đó chính là Tam Tiên có thể giúp cho Sa Chỉ Quốc cầu mưa và quả thật đã cải thiện đời sống cho bách tính. Và có thể xem như là một việc thiện. Sa Chỉ Quốc có thể phụng bọn hắn là quốc sư thì cũng là một điều rất bình thường. Tuy nhiên ba người này có phải là thực sự lương thiện hay không? Kỳ thật cũng không phải là như vậy. Sự tình cần phải nói từ lúc sư đồ Đường Tăng tiến vào Sa Chỉ Quốc, bọn họ đã phát hiện cả nước đều đang truy bắt các vị tăng nhân. Bắt một tên thì liền có thưởng một tên, ngay cả những người đầu trọc cũng sẽ bị coi như tăng nhân mà bị truy bắt. Không ít người trong số họ còn bị xử tử. Sa Chỉ Quốc lại còn đem hơn 2.000 tăng nhân bắt đi đầy ải, cả ngày không đánh thì mắng. Những tăng nhân kia có người thì mệt chết, có người không chịu nổi nhục nhã đã lựa chọn tự sát. Kết quả là chỉ còn lại có 500 người. Tôn Ngộ Không nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, không hiểu là có chuyện gì đã khiến cho quốc vương nơi đây thù hận tăng nhân đến như vậy.
Đây là muốn nói về nạn hạn hán của nơi này. Quốc vương Sa Chi vì không thể chịu đựng được khô hạn quá lâu, liền đem các tín đồ Phật đạo trong nước tập trung lại hướng lên trời niệm kinh cầu mưa. Nhưng là các đệ tử Phật môn từ đầu đến cuối đều cầu không được mưa, mà đạo giáo bên kia lại xuất hiện tàm tiền giải thoát nơi đây khỏi khô hạn. Điều này khiến cho quốc vương càng cảm thấy Phật tử quá vô dụng, lại thêm tàm tiền muốn để Sa Chỉ quốc độc tôn đạo giáo. Thế là cả ngày ở bên cạnh quốc vương thuyết pháp, khiến quốc vương càng ngày càng căm hận Phật giáo. Thế là số lớn chùa miếu bị hủy đi. Các tăng nhân thấy thái độ của quốc vương như vậy, liền muốn hồi hương. Không nghĩ rằng quốc vương cũng không cho phép, nhất định phải đem các tăng nhân ép ở lại trong nước, làm nô lệ sai sử. Có thể nói nơi đây chính là địa ngục của các tăng nhân. Hồ Lộc Dương tàm tiền tu hành là mưu đồ gì? Bọn hắn lúc trước học pháp thuật, liền đơn thuần chỉ là vì học một môn bản sự đi khoe khoang. Căn bản không có chân chính hiểu được nội hàm thực sự của học thuyết đạo giáo. Về sau bọn hắn sử dụng pháp thuật lấy được quyền thế địa vị. Ở trong quá trình này không tiếc hãm hại giáo đồ của các hệ phái khác. Vì dân cầu mưa tuy là một việc thiện, nhưng cũng chỉ là thủ đoạn để bọn hắn chiếm được quyền thế. Nói một cách khác, vì muốn có được quyền lực, bọn hắn có thể hiến tế bách tính cả nước. Loại nhân vật này làm sao có thể nói là không ác? Tiếp theo lại nói đến ý nghĩ thực sự của Tôn Ngộ Không. Bản thân Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng đã từng trải qua giai đoạn như Tam Tiên. Một lần hung ác, cho rằng thiên địa đều nên do hắn nắm giữ. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không vẫn là giữ lại được bản chất thiện lương. Bởi vậy hắn còn có một cơ hội để ngộ đạo. Thậm chí còn được Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa, cho trở thành một người đi thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không ở trong quá trình này đã không ngừng tôi luyện tâm tính của mình, đạt được sự trưởng thành thực sự. Có người nói Tôn Ngộ Không sở dĩ ra sức diệt trừ Tam Tiên đang tích cực phát dương đạo giáo là vì để tăng cường lực lượng cho Phật gia. Suy nghĩ như vậy chính là đã đánh giá thấp cảnh giới của Tôn Ngộ Không. Đầu tiên ở trong thế giới quan của Tây Du Ký, Phật cùng đạo nguyên bản cũng không phải là hai phe cánh đối lập. Ở trên thiền đình cũng có thế lực của Phật môn, tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Lý Thiên Vương cùng Na Tra. Tứ đại thiên vương cũng đều là thuộc về Phật gia, giữa bọn họ cũng không hề có tranh đấu. Tây Du Ký đại khái được viết vào đời Minh, lúc ấy xã hội lưu hành học thuyết tam giáo hợp nhất, cho rằng lý luận căn bản của Nho, Đạo, Phật đều là có chỗ tương tự, rất nhiều triết lý có thể tương thông, không phân cao thấp. Mọi người có lẽ không thể quên được vị sư phụ đầu tiên của Tôn Ngộ Không, chính là Tu Bồ Đề Tổ Sư, chính là điển hình của tam giáo hợp nhất. Tu Bồ Đề là danh hiệu của Phật giáo, Tổ Sư lại là đạo giáo. Tu Bồ Đề trong động phủ, nói một hồi đạo giảng một hồi thiện, ba nhà phối hợp, khai sáng một chữ quy thành lý, chỉ dẫn vô sinh liễu tính huyền. Tôn Ngộ Không ở một bên nghe được thì khoa tay múa chân mặt mày hớn hở. Có thể thấy được bản thân hắn là 10 phần tán đồng lý luận tam giáo hợp nhất. Thậm chí ngay cả Đường Tăng một vị Phật tử cũng nghĩ như vậy. Ngân Giác Đại Vương từng ngụy trang thành đạo sĩ bị thương, muốn được cứu giúp. Đường Tăng cũng liền nói ra: tiền sinh ngươi và ta đều là mạng người, ta là tăng ngươi là đạo, y quan mặc dù khác nhau, nhưng lý lẽ tu hành thì cùng giống, ta không cứu ngươi cũng không phải là hạng người xuất gia. Bởi vậy có thể thấy được trong Tây Du Ký, sự thiên kiến bè phái cũng không có nghiêm trọng như vậy. Cho dù thật có tranh đấu, như thế cũng dựa theo quy cách truyền thống, tất nhiên hẳn là Phật môn cùng đạo gia triển khai một lần biện luận thật lớn, chân lý càng biện càng rõ, đây mới là phương thức chính xác nhất, mà không phải dùng vũ lực điên cuồng chèn ép giáo đồ. Lại nói đến 500 tăng nhân trước đó, nếu như không phải có Lục Đinh Lục Giáp cùng hộ giáo Già Lam đảm bảo, bọn hắn cũng liền sớm đã bị đánh chết hoặc là tự sát. Lục Đinh Lục Giáp cùng hộ giáo Già Lam báo mộng chỉ thị nói như sau: hãy chờ thánh tăng của Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đi ngang qua đây. Dưới tay ông ta có vị đồ đệ chính là Tề Thiên Đại Thánh đại danh đỉnh đỉnh, thần thông quảng đại, chỉ chờ hắn đến hiện thần thông diệt đạo sĩ. Đoạn này đáng để chúng ta nghiền ngẫm. Đầu tiên chúng ta phải biết, Lục Đinh Lục Giáp là hạ thần của hệ thống đạo giáo, còn hộ giáo Già Lam là hạ thần của hệ thống Phật giáo. Mặc dù bọn họ không có trực tiếp ra tay, nhưng hiển nhiên bọn họ đều muốn diệt trừ Hổ Lộc Dương Tam Tiên. Bọn hắn là được thiên đình cắt cử hộ pháp cho Đường Tăng, chính là sứ giả của thiên đình trong lần thỉnh kinh này. Ý kiến của bọn họ hiển nhiên chính là ý kiến của thiên đình. Có thể thấy được việc Tam Tiên sùng đạo quá mức cũng khiến cho thiên đình bất mãn. Thiên đình không có trực tiếp ra tay, chỉ sợ là bởi vì muốn để cho đoàn người Đường Tăng vượt qua một trận kiếp nạn để giành được công đức, cho nên đã để mạng Tam Tiên này lại cho Tôn Ngộ Không xử lý. Còn cần chú ý chính là, từ lời nói của Lục Đinh Lục Giáp, hộ giáo Già Lam để mà nhận định, thiền đình đã chính thức công nhận Tôn Ngộ Không,
không còn là yêu hầu năm xưa. Nói rõ thiên đình càng thêm tán thành nhận thức cùng lập trường của Tôn Ngộ Không. Như thế xem ra sự tình giao tranh ở Sai Chỉ Quốc cũng không phải là Phật đạo chi tranh. Hộ Lộc Dương Tam Tiên mặc dù thành tâm thành ý, kính bái Tam Thanh, nhưng Tam Thanh tuyệt đối không có ý định muốn giết sạch tăng nhân. Tất cả đều là Tam Tiên kia cố ý hành sự. Như vậy xem ra chỗ dựa của Hồ Dương Lộc Tam Tiên cũng không phải là thiên đình, cũng không phải đạo giáo, thậm chí giữa đạo gia và bọn hắn còn có sự mâu thuẫn. Nói trắng ra chính là sự tranh chấp giữa Tôn Ngộ Không cùng Tam Tiên, chính là sự tranh chấp giữa kẻ tu hành chân chính cùng với kẻ tu hành tà ác. Quốc vương Sa Chỉ Quốc sở dĩ tín nhiệm Tam Tiên như thế, ngoại trừ việc họ có thể cầu mưa giúp bách tính, thì vẫn còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Tam Tiên nói mình biết luyện đan, lừa gạt quốc vương có thể vạn năm bất lão. Từ đó có thể thấy được vị quốc vương này cũng là kẻ có lòng tham. Trong thế giới quan của Tây Du Ký, quốc gia khí vận đúng là một điều rất quan trọng, như tình huống ở Phụng Tiên Quận, bởi vì bất kính với trời mà bị đoạt khí vận. Từ đó trời không còn mưa nữa. Chắc hẳn trước đó quốc vương Sa Chỉ cũng đã có chỗ bất kính với trời nên mới dẫn đến nơi đây bị khô hạn. Tà miều bị trừ về sau, quốc vương ở đây đã triệt để thấy được giá trị của tăng nhân, lại cảm thấy quốc gia lại không ai bảo hộ, cả ngày mặt mũi buồn rầu. Lúc này Tôn Ngộ Không mới nói, Hộ Lộc Dương Tam Tiên cũng không phải thực tình vì Sa Chỉ Quốc, chỉ là vì muốn có được quyền lực hút khô khí vận của Sa Chỉ Quốc, cuối cùng thay vào đó đã đẩy Sa Chỉ Quốc biến thành một yêu quốc. Quốc vương liên tưởng đến ngày bình thường, các vị đại thần đều khiếp sợ Tam Tiên kia, ngay cả bản thân mình là quốc vương cũng phải tất cung tất kính, không dám thất lễ. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế là quốc vương xếp đặt yến hội hậu đãi sứ đồ Đường Tăng, lại phát ra chiêu tăng bảng để trấn trọng Phật học. Lúc này Tôn Ngộ Không đã nói ra ý nghĩ chân chính của mình. Hôm nay diệt yêu tà mới biết là thiền môn có đạo, từ nay về sau lại không thể hồ vi loạn tin. Nhìn người đem tam giáo quý nhất cũng kính tăng, lại kính đạo, cũng dưỡng dục nhân tài, ta đảm bảo giang sơn của người sẽ mãi mãi trường tồn. Kỳ thật đây cũng là điều mà tác giả mượn lời Tôn Ngộ Không khuyên nhủ người tu hành không được thiền lệch tín ngưỡng, càng không được sử dụng những phương thức cực đoan. Muốn chân chính tu thành chính quả có tư cách, liền phải bỏ đi sự bất công, dùng sở trường của các tôn giáo, quốc gia, từ đó mới có thể trường tồn. Còn như ý nghĩ, muốn một giáo độc tôn của Tam Tiên, đó là lòng dạ của kẻ ác đồ muốn độc chiếm tài nguyên, căn bản không có lòng dạ từ bi, không thể tính là người tu hành. Ý nghĩa của tu hành hẳn là ở chỗ tôi luyện tâm tính của chính mình, hiểu thấu được ý nghĩa của sinh mệnh, siêu thoát khỏi thế tục, đạt được sự tự do chân chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Để tiếp tục theo dõi những cái nội dung như thế này thì các bạn hãy vào phần danh sách phát và chọn đến mục phân tích Tây Du Ký. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chọn xem những danh sách phát khác như là phân tích về các tác phẩm như là Tạp Vũ Diễn Nghĩa, Tây Du Ký Thủy Hử hay là Phong Thần Diễn Nghĩa. Và mình có một cái group tên là Thần Thoại Trung Hoa. Đây là một group chuyên về các câu chuyện cổ trang, đặc biệt là tứ đại kỳ thư của Trung Hoa. Nếu như các bạn mà có bất kỳ các thắc mắc nào hay các bạn có ý tưởng nào muốn mình làm về video về cái chủ đề đó thì các bạn hãy vào nhóm và comment cho mình biết. Các bạn cũng đừng quên hãy nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo về những cái chủ đề như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.